cho ly vô đẹp. Cái đó hả? Lát lấy cái. Ủa mà mới vô kia mình. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Vậy em sẽ không đánh luôn. Không đánh luôn. Bước tới, bước tới rồi. Bước tới thôi. Bước tới. Luôn. Đó, bước tới rồi. Tôi đứng bỏ cái bóc vô cái lỗ đấy và phủ cát lên. Đang thực hiện một cái cảnh quay cho teaser của bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi. Thì trong cái phiên bản của Hàn Quốc cũng như là của trên thế giới thì cái mềm cho nó đứng lên được. Phiên bản này xảy ra. Và hy vọng phiên bản này sẽ mở một cái bóc cóc đi, đúng rồi. Gây sự tò mò cho tất cả các bạn khán giả đang theo dõi bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi. Bởi vì trong cái phân đoạn này thì sẽ bật mí một vài điều bí mật nho nhỏ mà chỉ có trong bộ phim này mới có mà thôi. Các bạn nhớ đón xem, teaser này sẽ được phát hành vào tháng 9. Cảm ơn, bye bye. Cảm ơn. Mệt quá đùa, đến lắm.